Khoa là người đã nhốt và đánh đập cha ruột mình đến tử vong. Vụ án này từng được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào cuối năm 2023. Theo cáo trạng, Khoa là con ruột ông NVB và bà NMH. Do ông B và bà H ly hôn nên Khoa ở chung với cha tại quận Phú Nhuận. Trong thời gian sống chung, giữa Khoa và cha thường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tình cảm gia đình. Khoảng ngày 27 tháng 5 năm 2022, Khoa hỏi về giấy tờ của căn nhà nhưng ông B không trả lời nên xảy ra cãi nhau. Khoa nghi ngờ cha đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng vay tiền đầu tư mua đất nên ép buộc ông B mở két sắt để tìm giấy tờ nhà. Tìm không thấy, Khoa nhốt cha mình vào phòng trống ở tầng 2, khóa trái cửa, giữ điện thoại di động, không cho cha liên lạc với bên ngoài. Trong thời gian nhốt ông B, khoảng từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, Khoa tiếp tục hỏi giấy tờ nhà nhưng ông B không nói, nên bị Khoa đập dã man bằng tay, muỗng, roi mày. Đến sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022, thấy cha có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho cha uống 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, Khoa quay lại phòng nhìn thấy cha bị trào bọt mép và tử vong sau đó. Thấy vậy, Khoa lấy mền đắp lên người cha, rồi gom 14 chỉ vàng trị giá 89 triệu đồng cùng điện thoại di động của cha rồi khóa cửa bỏ trốn. Sau khi giết cha ruột, Khoa gọi điện thoại báo cho con nuôi của mẹ Khoa kể lại sự việc. Sau đó một ngày, Khoa bị trinh sát hình sự bắt giữ khi đang trốn trong một khách sạn ở quận 10. Trong thời gian nhốt và đánh đập ông B, Khoa yêu cầu ông B chuyển số tiền 190 triệu đồng từ tài khoản của ông B đến tài khoản của Khoa. Mặc dù Khoa khai tiền này là do Khoa gửi nhờ ông B giữ giúp từ năm 2019, nhưng kết quả sao kê tài khoản của ông B cho thấy trong khoảng thời gian năm 2019, không có giao dịch nào thể hiện ông B đã nhận tiền từ Khoa. Tổng trị giá tài sản Khoa chiếm đoạt của ông B trong vụ án trên là hơn 283 triệu đồng. Do vậy, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Khoa về tội cướp tài sản là có căn cứ.